Mì cái đi đi đi. Ui lầm thám tử trời gặp thám tử. Mệt lắm rồi. Nãy giờ đi ngoài đường thì em đi khó, nãy giờ đâu cố gắng tới đây sớm để mà gặp hai bên nói chuyện mày. Im cho tao nói rồi trời. Vấn đề ở đây bây giờ rất là đang giải luôn, nhưng mà mày phải chịu vấn đề đó. Không có sang chỗ người ta sang quá trời mà như chợ vậy hả? Làm gì vậy? Trời ơi, tôi là thánh livestream, mấy người vô còn làm rần người đẹp xoắn ngôi tôi à. Vậy thôi đi ra mình vô lại hả? Không khỏi khỏi đi, ồn ào quá. Được rồi, bây giờ nhỏ thôi, nói chuyện dễ thương thôi, hiểu không? Anh biết sao? Sao cơ? Không, cái vấn đề bây giờ như đẹp như thế này nè, để anh nói trước cho cái vấn đề. Từ từ đi mày. Không, bây giờ mình gỡ mèo đi ha, không nghe được, hiểu không? Để anh kêu nó nhỏ. Không, nói chỉ vừa phải, đủ nghe thôi, hiểu không? Anh biết kiểu nó nhỏ lại luôn. Cũng Zalo hả? Dạ. Khỏe không em? Khỏe. Giờ ông đây sao nhìn sơ sát vậy em? Em mới đi quay về. Mới quay về xong nghe là biết anh ở đây là tấp vô đây liền. Kiếm anh có việc. Đầu tóc sơ rối. Rối mà. Đội đó nó bảo hiểm không có bị phồng lên. Nó bị xẹp xuống. Đội cái đó bảo hiểm mà anh, nó phải xẹp chứ. Giống như anh đội nó này nè. Chắc chắn anh mở ra không bao giờ được phồng lên luôn. Bậy em. Nó cũng xẹp em nha, nó cũng xẹp. Trời quên luôn á. Ủa rồi khen hả? Khoan khỏe không? Khỏe lắm. Vừa mới đi làm xong, xô xong rồi chạy qua đây liền luôn. Nghe tin là thám tử bên này là chạy qua liền. Thám tử giá rẻ cho nên hơi xô một xíu. Đắt xô lắm. Chẳng hay là Zalo đến đây nhờ chuyện gì? Thì thường là thám tử hôn nhân thì đương nhiên mày phải hỏi về những chuyện gia đình chứ. Cái vấn đề ở đây là mình tới đây mình gặp thám tử á, là để muốn gỡ rối một số những cái thắc mắc trong cái cuộc sống hôn nhân. Gỡ rối tơ lòng thì có kiếm ai tôi không tin, nhưng mà kiếm tôi là chắc chắn gỡ được 100%. Gỡ được hết. Trời ơi, nổi tiếng cho nên anh em mình mới qua kiếm chứ. Đúng không rồi. Qua đi kiếm làm gì? Em nghe nói là anh gỡ được rất là nhiều người, là gỡ ra luôn á. Đứt luôn á, đúng không? Không, đứt là tự nói là có nhiều cái trường hợp bị đứt, nhưng mà mình lấy keo 5-2 mình dán lại liền, hiểu không? Thôi bây giờ là tụi em là cũng có một chút xíu kỷ niệm về chuyện làm bánh đó, và biết anh hôm nay ở tiệm bánh là tụi em tới đây. Ủa gì kỷ niệm làm bánh? Anh và em làm cái kỷ niệm làm bánh? Không, kỷ niệm làm bánh có. Có một lần em xuống em nhờ anh livestream bán bánh giùm em. À, cái lúc cái thời gian mà em khó khăn cực khổ trăm bề. Dạ đúng rồi. Vợ em bụng mang dạ chữa. Đúng rồi. Khắp cái khai hoa nở nhị. Đúng mà rồi. Mà trong túi không có tiền. Đúng rồi. Chồng không có xô. Con vợ thì không miệng lử. Bán buôn không được. Thì đó. Bánh làm nhiêu thiêu hết nhiêu. Thiêu gì thiêu cái gì anh? Ừ, ai đặt thì mới làm. À, ai đặt mới làm hả? Dạ. Rồi sao nè? Đó, làm bánh chi? Thì đó, bây giờ em muốn làm một cái bánh gì đó gọi là kỷ niệm với vợ em. Kỷ niệm cho vợ em. Ờ. Em mới sinh con đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu tháng rồi? Dạ là 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng như vậy là chuẩn bị thôi nôi rồi. Thì đó, em muốn chiếc bánh mà sinh nhật đầu tiên của con là chính tay em làm. Đúng. Quá trời, Zalo này đã trưởng thành rồi. Tại vì hai vợ chồng lấy nhau cũng 13 năm rồi. 13 thì năm. Thằng con nó năm nay cũng 8 tuổi. Cái vấn đề bây giờ là hai vợ chồng là từ trước tới bây giờ là chưa có tặng quà một cái bánh gì đó cho vợ. Mà đặc biệt là hôm nay là nghe biết được là thám tử ở tiệm làm bánh, mà mình cũng đang muốn được làm một cái bánh để tặng cho vợ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng mà bây giờ muốn làm bánh gì? Đây có bánh tiêu, bánh bò, bánh bông lan, bánh xe. Cái gì? Có ý là làm cái bánh hình cái bánh xe, hiểu không? À, thích cái kiểu bánh nào? Ở đây nhiều kiểu lắm. Không, em nghĩ là vợ chồng em gắn kết ra là cái về chuyện cái bánh bông lan. Bánh bông lan thì em nghĩ hôm nay em sẽ làm bánh bông lan. À, còn okay. Em muốn làm bánh gì? Nếu như mà vậy thì thôi mình cũng sẽ làm bánh bông lan luôn, nhưng mà phải là bánh bông lan trứng muối nha. Bánh bông lan trứng muối. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm bánh bông lan trứng muối. Bây giờ xin giới thiệu với Đăng cũng như là Phúc Zalo, đây là anh đầu bếp. Đáng giới thiệu bản thân mình xíu cho anh Đáng. Thì mình là Đáng, mình là giảng viên ở trường S6B mà. Hay luôn á anh. Sinh năm mấy? 94. 94 giỏi quá. Trời giỏi luôn. Thầy hả? Thầy bà 94 thầy bà rồi, ghê thiệt. Anh Đáng ơi, làm bánh bông lan thì làm sao vậy anh Đáng? Cái này là mình sẽ sử dụng để đựng cái bánh bông lan của mình ha. Sau đó mình sẽ lấy dao, mình cắt một đường tròn. À. Cắt hai lớp. Rồi chuẩn bị sẵn hai lớp, xong đặt miếng bánh lên, chắc sốt. Sốt. Chế vô trứng chà bông tiếp tục, xong kết thúc bằng lớp rim chi. Giờ xong rồi hả? Ôi trời ơi, quá đơn giản. Tại vì khó nhất là cái lớp trợ nhất là cái phần này. Đúng rồi. Rồi cảm ơn Đáng rất nhiều, chúc anh thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều học trò, và cảm ơn trung tâm mình ăn nên làm ra.
Rồi, cảm ơn. Tạm biệt anh. Happy New Year. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau leo làm bánh bông lan để mà tặng vợ mình cũng như là đến ngày kỷ niệm trong cuộc hôn nhân của mình. Thực ra là cái món này là đúng cái món mà vợ em thích luôn á. Vợ Phúc Yêu Lô hiền quá, hiền luôn. Không biết có tật xấu gì Phúc Yêu Lô? Có chứ anh. Có hả? Không, mà ngày xưa em với vợ em là quen nhau trong trường hợp nào vậy? Tụi em đi casting phim. Casting phim à. Mà thật ra là vợ em không có trong nghề nha. Sau đó vợ em quên đường về. Quên đường về? Chỉ đường về. Rồi cứ quen luôn. Về đường nhà em luôn. À, là về nhà luôn. Bữa đó là về luôn. Về đường nhà em luôn. Khang ơi, Khang quen vợ mình trong trường hợp nào vậy? À, cái thời điểm đó là lúc đó Khang đang làm MC cho một cái chương trình về show áo cưới. Vợ thì hôm đó lại là người mẫu của cái chương trình cưới đó luôn. Ủa, vợ người mẫu luôn hả? Ghê vậy. Cuối chương trình á, cái kiểu giống như là sẽ có một cái show là tất cả mọi người sẽ cùng đi dạo ra một lần. Thì cái vợ của mình là cái người mà đi cuối cùng mà không có ai đi chung hết. Cứ thế là thôi em cứ để đi, để anh đi chung với em. À, có nắm tay không? Ừ, có nắm tay khoác thấy đang quen như này, khoác tay vậy nè đó, rồi đi một vòng luôn. Cái xong rồi tới đâu khoảng 2 bữa sau thì lại có một cái show đi chụp hình cưới, là đi chụp hình cưới chung luôn. Duyên tới đúng không? Duyên tới. Nhưng mà duyên đâu không thấy, mà phải tới 6 tháng sau hai đứa mới bắt đầu quen nhau. Là ai tỏ tình trước? Vợ. Thì... nhắn tin hay sao? Thôi nha, không phải, lúc đó là bữa đó là vợ chuẩn bị đi diễn xa ra ngoài, mình cứ nói rằng là em gái nuôi, cái kiểu như vậy. Xong rồi cứ ai cũng nghĩ rằng là ai em gái nuôi, mà vợ mình thì lúc đó lại muốn là được chính thức làm bạn gái luôn. Thì vợ mình mới nói là thôi nếu như mà em đi kiểu này thôi hai đứa mình quen nhau đi. Cái mình nói học không được, cái này phải để người đàn ông nói chứ làm sao để phụ nữ nói. Rồi. Cái gì vậy thì người ta lại bị mất cái giá trị. Cho nên á là mình mới nói là thôi để đó đi, để em đi tỉnh về xong thì rồi có gì mình gặp mình nói chuyện. Từ lúc về sau thì chính xác là ngày 1 tháng 10 là bắt đầu là hai đứa chính thức quen nhau. Quen bao nhiêu lâu mới cưới? À, quen 3 năm thì cưới. 3 năm thì cưới. Còn Phúc Yêu Lô bao năm? Em quen 4 năm. 4 năm. Không, lúc gì đâu cưới là bất ngờ luôn á, không biết luôn á. Không biết được 4 năm mà giấu à. Thiệt sự là tới ngày hôm nay biết Phúc rất là lâu rồi, mà hôm nay Phúc nói ra cái là Phúc có gia đình rồi. Hết hồn luôn á. Rồi đẻ 8 lứa rồi. Trời ơi. Đẻ 8 lứa ghê vậy. Thiệt cái chứ trời. Nhi Lina có tật xấu gì không? Bé hiền quá trời, lo dễ thương, trầm tính ít nói. Thì chúm lễ vợ ở nhà rồi nói anh, ở anh ơi ở nhà em xấu lắm. Vậy hả? Ở. Không, Phúc ở nhà tật gì? Ra thì em thấy là ở nhà là cái tật xấu là ít dọn dẹp. Ít dọn dẹp là ở dơ. Cũng không hẳn là ở dơ anh. Không dọn dẹp là ở dơ đó em. Đúng. Tại đúng. Mình không dọn dẹp cái lâu ngày vài tháng bụi nó bay vô nó bám dơ. Chính xác. Đồ không giặt, đồ này nọ thúi dơ. Chén không rửa lên móc dơ. Dơ. Không, nhưng mà có lý do. Lý do gì em? Chăm con. Chăm con hả? Không, mà thời con gái á. Con gái thì là nói là cho lý do là em kiểu mới có chồng, em còn thích chơi vui chơi, cho nên là cho em từ từ đi. Từ từ đi. Nhưng bây giờ là ít dọn dẹp. Là lý do là có con. Có con. Cuối cùng mình em mừng luôn. Ờ không, mà Phúc Zalo giỏi nha, gì cũng làm được trơn trọi. Đồ ăn nhà ai nấu? Thường là em nấu. Thường là em nấu. Đúng rồi, còn những ngày nào em đi quay về mệt thì là vợ em nấu cho mình. Dạ. Như Lena có gọi là giữ con tốt không? Tốt anh, tại vì em nói với vợ em là em không giỏi về việc chăm con. Thì bây giờ cho em hai lựa chọn. Một là chăm con, hai là việc nhà đó, cho nên là thế là em chọn làm việc nhà. Rồi trong khi mà quen rồi nọ, Nhi Lina có cái thói quen nào mà mắc cừ không? Hay có thói quen xấu là tìm hiểu người yêu cũ. Kỳ vậy. À, coi bây giờ anh sống như thế nào, sống ra làm sao? Đúng rồi, không, tức là coi là dò coi là trước đây là vì sao mà chia tay, ai là người chủ động chia tay. Đó bắt đầu lên tìm Facebook rồi tìm hiểu các kiểu, và thậm chí là gặp riêng những người đó để nói chuyện luôn, nhờ không cho em biết. Đánh vậy đó hả? Để dò thử xem là con người của em như thế nào mà tại sao lại chia tay với em đó. Còn vợ ở nhà có tật xấu gì không? Trời ơi, là trời, nó làm biến thì thôi đừng hỏi được. Làm biến hả? Làm biến khủng. Mà hiện tại công việc của chị ở nhà là gì, làm gì? Huấn luyện viên catwalk với lại làm bên trang điểm. Nói chung á, vợ thì nói chung là tật xấu không có nhiều. Chỉ được con cái là thích bày, và bày thì không bao giờ dọn. Không bao giờ dọn. Ừ. Thì mà em thấy hình như vậy nha. Ngộ. Những người mà người mẫu á, dụ như người ta đi catwalk đi, xong người ta đi vừa mà ở ngoài thì thấy đi điếc là điềm tĩnh. Đúng rồi. Mà vừa khuất vô tấm màn qua cái lại lột đồ chung thì nè là để lột một bộ đồ khác vô. Nhưng mà cái vấn đề nè, chồng á mà gọn gàng bao nhiêu á thì vợ lại bày hày bấy nhiêu. Đúng rồi. Không, cái này giống như là một cái nó ghê ghét của nào trời trao của đó hay sao? Không phải, là em nó nghĩ phải có một sự cân bằng. Cái đó người ta gọi là nồi nào thì mình úp cái vung nãy lên. Đúng rồi. Thì nó mới hợp nhau được. Vậy không biết ở nhà là anh Lâm với chị Quỳnh là ai là người bày hày? Anh là người bày hày. Anh là người bày hày. Anh không có dọn gì hết, anh đụng đâu phải đó, đụng đâu làm đó. Nói chung là không có khuôn khổ gì trơn trọi, cái ăn anh để kế bên luôn. Là chị vừa vác bụng bầu mà vừa phải dọn dẹp. Không, bầu đẻ rồi. Em ơi, đẻ rồi em ơi. Đẻ rồi ha. Hên quá ha. Hên là đẻ rồi. Ừ. Giờ là làm biết mà đẻ nào không hay luôn hả? Bảy hôm nay em được bé rồi cứ vậy hoài.
Rồi bây giờ nhà vợ có tật xấu gì tự động tự giác kể đi. Thì đó, con vợ của tôi á là được có một cái á, là nó cực kỳ làm biếng, vừa làm biếng mà vừa bị mất trí nhớ nữa. Mất trí nhớ tức là sinh phụ nữ sinh xong dễ bị mất trí nhớ. Không phải, cái kiểu này từ trước tới bây giờ quen là đã bị mất trí nhớ rồi. Nhưng mà mình phải thương người ta nha. Thì vấn đề hiểu mà. Cái vấn đề là giống như vậy nè Phúc, em có bao giờ mà có cảm giác giống như là đang vợ đang nấu ăn. Nấu ăn xong cái bắt một cái nồi cá kho xong ra ngồi bấm điện thoại. Cô ấy ngồi bấm điện thoại, bấm đã đời luôn. Cuối cùng lại mình trực trong phòng mình lao ra: ủa em đang nấu cá hay cái gì mà khét vậy? Lao ra: ư em quên. Em quên, coi như là bữa đó là không có gì để ăn luôn. Có nghĩa là lơ đễnh đúng không? Lơ đễnh và nó không, mình không hiểu như thế nào nữa. Nhưng mà người ta không có tập trung được trong những cái công việc đó. Rồi Phúc Zalo, trong cái thời gian mà hai tụi em quen nhau có bao nhiêu lần chia tay em? Gọi là chia tay thì chắc chắn là chưa. Chưa hả? Nhưng mà giận dỗi gần như mức chia tay thì là có. Em nhớ là cái câu chuyện nó như thế nào không? Lúc mà em mới quen á, em không có cho kiểm soát điện thoại của em. Tại em nghĩ là mỗi người phải có cái giới riêng tư. Vợ em thì kiểu muốn là mình quen nhau rồi, mình hiểu hết nhau rồi, thì tất cả cái gì, mọi thứ đều là chung hết, không có gì riêng tư cả. Đó, cho nên là có những cái fan á, người ta mến mộ mình quá. Đó, người ta nhắn tin, người ta kiểu hơi thân chút xíu. Thế là bắt đầu ghen. Ghen mà ghen là ghen ngầm hay là len la làng ra sớm? Ban đầu thì là ghen ngầm, nhưng mà khi mà thấy nhắn tin nhiều quá thì bắt đầu giận hơn, bắt đầu hỏi thăm thì em nói là không có gì đâu thì không tin. Vợ khen có ghen dữ không khen? Trong cái khoảng thời gian mà quen nhau thì có thể phải nói là phải chia tay chắc cũng phải 3-4 lần. Mà lý do gì chia tay? Nói chung á là cái lý do có nhiều lý do lắm. Cái lý do mà quan trọng nhất á là do gia đình. Gia đình? Ừ, nghĩa là bên gia đình vợ á không có chấp nhận mình. Ủa tại sao vậy? Đẹp trai có sự nghiệp ổn định mà tại sao không chấp nhận là sao? Tại vì vậy nè, trong cái tư tưởng của người lớn á thì họ muốn rằng là con gái muốn được sung sướng thì muốn cưới một cái người ở bên nước ngoài hoặc là người nào đó. Cái kiểu như vậy thì thấy rằng là thằng này nó cũng còn long bông, hoặc là làm cái nghề nghệ thuật á thì nó cũng chưa có ổn định, cho nên là không có muốn quen. Vì cái lý do đó bắt đầu là hai đứa chia tay. Chia tay xong thì cũng nói chung là cũng năn nỉ ỉ ôi, nhiều khi đứng trước cửa nhà dầm mưa đứng ở đó, nhưng mà đâu có dám đứng trước cửa nhà đâu, đứng xa xa ngay cái hẻm á, nó có cái hẻm xong rồi đứng ở đó rồi nhắn tin rồi gọi điện rồi gọi tùm lum hết á. Vậy là hư mấy cái điện thoại rồi. Trời ơi, trời mưa mà đứng ngoài chờ nhắn tin. Bỏ đầu ta đứng hiên không ơi. Em không biết đứng trong hiên hả? Trời đất ơi. Để đứng ở trong hiên, đứng ở trong đó xong rồi đứng gọi, nhiều khi cả buổi trời luôn á. Nhiều khi thấy tội bắt đầu mới là quen lại. Quen lại kiểu vậy. Vậy là quen lại vì tội. Quen lại vì tội. Ở nhà tật xấu của em là gì vậy Zalo? Đi ham chơi, nhậu nhẹt bạn bè không? Nhiều khi đi diễn rồi nội đi chơi bạn bè. Em rất thích đi chơi. Ở nhà kinh tế ai giữ? Thường là vợ em giữ. Vợ em giữ, có nhiêu tiền đưa vợ hết. Có nhã nhí nhí ra không? Không có nhã, nhưng mà mình có... Em? Em. Em, hôm nay em nè. Không. Anh nói vậy rồi bắt thông lên sóng thì vợ em có gì vậy? Để em ra tiền mặt mà. Tiền mặt không? Có tiền mặt. Anh chỉ em nè, về nhà đó em cắt luôn cái mạng internet á, khỏi cho nó. Chương trình phát sóng này coi như là không ai coi được trong nhà luôn. Không, phát tivi mà anh. Ủa phát tivi hả? Ừ. Thì em cắt luôn cái tivi luôn. Vậy hả? Cắt tivi luôn hả? Nhà ừ. Có đâu phải một mình em, nhà em có tivi, còn nhà gia đình vợ em nữa, dòng họ vợ em nữa. Chúc mừng em. Mà vợ em có ăn diện có sửa soạn hay mua sắm shopping rồi nọ không? Có, mà sắm là sắm đồ cho em. Sắm đồ cho em không đúng không? Đúng rồi, tại vì có đôi lúc em đi diễn á, em giả gái rồi. Hay sắm đầm cho em. Vậy là vợ em sắm đầm cho em. Đúng rồi. Sắm guốc không? Có sắm áo trong cho có em. Có luôn. Có đúng không? Đúng rồi, tại vì á rồi tóc tai đồ lo cho em hết, tại vì nói là em tự làm xấu lắm. Tự lo cho em hết. Em tự làm xấu lắm cho nên giờ em phải tự sắm những cái, biết em khuyết điểm của em ở đâu, ví dụ như vai em bự thì nên sắm những cái áo nào đó bự bự xíu để che cái vai thô lại chẳng hạn. Thô là đó, giống như một người bạn, một người quản lý luôn. Đúng rồi, hiểu quá hết. Nhưng mà đôi lúc là em thấy là em thấy vậy chứ giờ em có lo cho em mà em giả gái chứ nhiều khi cũng không bằng anh Lanh. Không, em gì sao? Gì cứng? Gì? Anh là không mặc áo trong được em. Tại vì không có size nào vừa cho anh hết. Ai cũng tưởng tập tạ để khỏe không có. Tạ để nó đô ra, nhìn giống thôi. Không, nhưng mà tại vì em giả gái nhiều khi là do vợ em hỗ trợ nữa nên nhìn nó giống con gái thiệt. Anh là tự làm. Là bị lộ. Bị thô. Bị thô. Bây giờ khán giả kêu đừng giả gái nữa. Không cho luôn. Không cho nữa, bị thô lắm. Thô bỉ. Còn ở nhà kinh tế ai giữ Khang? Lúc đầu là vợ giữ. Nhưng mà sao nhờ cái trí thông minh với lại cái tính hay quên á, cho nên là bây giờ tất cả nó đang vượt về lại với mình rồi. Giờ là sướng rồi đúng không? Không, sướng không? Sướng gì đâu, thì thí dụ giống như là làm bao nhiêu tiền đi thì nó có sổ sách trong đó hết rồi. Mình chỉ là cái người mà chi tiêu giùm thôi, là giữ thôi, là kế toán thôi. Chứ mình cũng đâu có được xài đâu. Ví dụ như bây giờ nè, đi mua đồ hay đi shopping tất cả mọi thứ đi, cô ấy đâu có cần phải chi tiền đâu. Mua đồ xong rồi anh trả tiền. Mà tật xấu của Khang nhà là gì? Nói nhiều. Nói nhiều hả? Đúng, em cũng vậy á.
Tại vì thật sự ra mà nói á, cái tính của Khang á thì rất là kỹ. Tại vì gia đình là người Bắc cho nên là đã kỹ từ nhỏ luôn. Cho nên là khi mà chuyển qua một cái người mà họ mới vào, họ không có thích nghi được á, thì họ làm không có vừa ý mình thì là mình rất là khó chịu. Và mình cứ nói, mà nói nhiều quá thì đâm ra lại lãi nhãi. Mà nói nhiều lúc nào mà hai chồng mà nói nhiều quá mà cãi lộn không? Anh nói nhiều quá, có hả? Rất nhiều luôn. Có nào bỏ về nhà mày không? Không. Tại vì theo nguyên tắc của bên gia đình vợ á, là nói là sướng nhờ khổ chịu, không được quay về. Lâm biết không, có những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau xong á, coi như là bỏ nhà đi nhưng không dám về nhà, cứ đi lang thang ngoài đường á, là phải đi kiếm. Đi kiếm mà ai thường là giận là Khang chủ động hay là vợ chủ động? Mình là người chủ động, tại vì mình là đàn ông, đôi khi mình cũng nóng nảy, mình không thể nào kiểm soát được cái lời nói của mình. Lúc đang có bầu luôn á mà vẫn bỏ đi luôn á. Trời đất ơi, rồi nó mênh mông gì biết đường đâu mà tìm. Vậy đó mà kiếm cũng ra. Tại vì đi bộ mà. Bầu mà đi đâu nổi. Đi không có nổi xa đâu. Giá cái bộ màu nó cũng dễ nhìn. Không kia. Mà vòng đi cũng quay lại, hiểu không? Có nước hay không? Đi cũng lạng lạng ra đường chứ mới núp vô vỉa hè, hiểu không? Lạng lạng để coi chồng thấy không? Núp vô trong cái vỉa hè luôn. Còn nhớ luôn là cái bữa đó là trời đang mưa lâm râm. Cô ấy núp ở trong cái vỉa hè, trong góc kẹt á. Mà chỗ đó là không có đèn đường luôn. Mình đi tới đi lui, hai ba lần ở điểm đó thì mình mới phát hiện ra là đang ngồi trong góc khóc thút thít. Thút thít hả? Rồi chạy vô sao, xin lỗi trở về hả? Xin lỗi trở về, anh sai rồi, thôi về đi, bầu bì mà đi đâu. Không, em về với mẹ, em về với mẹ. Em về với mẹ? Em về với mẹ mà sao nãy giờ em còn ở đây. Nói chung là hai vợ chồng có những cái rất là con nít đó. Phụ nữ thì họ muốn được nuông chiều là chủ yếu. Mình cố gắng làm sao để cho gia đình nó hòa thuận với nhau thôi. Đúng rồi. Em ở nhà em vậy, em cũng có nhiều cái kiểu mình làm á, xong rồi cứ bày bừa hoài, cái vừa làm mình vừa bực bội, mình cứ nói hoài thiệt tình á. Em bây giờ em không phụ anh dọn thì thôi em làm tới đâu em cất vô tới đó đi. Là khỏe nhất, còn những thứ còn lại dù lỡ dù ăn uống xa chén bát dơ thì để đó anh rửa cũng được. Thường là hai vợ chồng cãi nhau về vấn đề gì? Là bừa bộn. Bừa bộn lại làm bé vợ bừa bộn. Bé này kể từ nay bị mất một điểm rồi nha. Sao vậy? Trời đó gì trong đầu anh là 100 điểm em. Giờ còn 99 điểm nghe. Tại vì ở ngoài là mình làm cho người ta mà. Thì mình phải gọn gàng đúng thôi. Còn về nhà là ỷ y là có chồng rồi. Chồng quá. Đúng rồi, chồng làm hết. Giờ mình chỉ cần chăm con thôi. Em nói gì em diễn vợ em có mắc cười không? Có chứ. Có không? Mắc cười không? Có chứ. Vợ mới cười chứ. Vậy hả? Hèn chi dễ hư nghề với em nha. Ủa vậy hả? Tại người nhà coi á, không mắc cười nó cũng cười cho mình á. Phải không? Chứ em nghĩ là cái nhìn đầu tiên là phải có thiện cảm, người ta vui vẻ người ta mới đến với mình chứ anh. Cười mồi em. Nằm ghế sợ. Zalo em làm may ăn mà em làm đầy dung Zalo. Không phải, tại vì nhà em đã từng bán cái này rồi anh nhớ không? Đúng rồi nhà. Phải làm nhìn vô một cái là nhìn cái bánh ổ bánh hấp dẫn liền. Hiện tại bây giờ em còn bán hay không? Dạ, hiện tại thì mọi thứ đang hoạt động tốt trở lại cho nên em không có bán nữa. Em sẽ giống anh quá vậy. Sẽ giống anh quá vậy. Đó hả? Tại vì trước đây là anh biết rồi đó, cái vụ đó là làm cho mọi người hạn chế công việc. Dạ đó, cho nên là mình phải kiếm một cái nguồn thu nhập khác. Đó, bây giờ thì em bắt đầu có show trở lại rất là nhiều là em chạy còn không kịp nữa mà. Không, mà từ khi mà bùng dịch á, anh thấy cái con người của anh nó có giá trị lắm em. Dạ. Em Út mà bắt đồ cũng được, cái alo anh hoài. Đúng rồi. Dạ, anh như là lễ hội lúc nào cũng kéo xuống mà buôn bán. Thì đó. Mừng muốn chết luôn thì đi xuống gặp anh Lâm hả, bán được cả 100 đơn hàng mừng muốn xỉu luôn. Muốn xỉu mà luôn. Mấy chỗ mà giao xa hả, rớt nước mắt luôn. Rớt nước mắt hả? Rớt mắt luôn. Cờ con dễ thương không, giống ai? Giống em. Giống em hả? Sống mũi cao luôn hả? Cao luôn. Má trời, không đỡ. Đỡ tốn tiền phải sửa. Hay quá. Hồi xưa anh tốn nhiều. Hồi xưa anh tốn nhiều. Nhiều nha. Khang ơi, Phúc ơi. Dạ. Nhìn kìa. Dạ. Xuân đã về rồi. Trời ơi, biết không, Xuân mà đồ ai cũng bận rộn hết, đúng không? Sợ, Xuân về sợ. Sợ sao em? Tại vì kiểu mới một năm qua mình chưa làm được gì nhiều hết á. Là Xuân tới ập tới. Không, nhưng mà năm vừa rồi biến động quá, sợ quá em. Thì ơi đó. Một năm đáng nhớ đúng không? Chưa kịp làm gì hết. Chưa thì kịp đó. Làm cái gì hết. Mà Xuân tới là Tết nó cũng tới theo luôn. Mà Tết tới là bên hai bên gia đình. Những cái người mà có gia đình như anh em mình á, là bắt đầu là cảm thấy sợ. Rồi. Thật sự luôn. Thôi bây giờ cũng nhờ chương trình mà anh em mình tụ họp ở đây, cũng như là ngồi nói chuyện về gia đình rồi này nọ cũng vui. Chứ bây giờ không có chương trình thì dễ khi nào mà gặp nhau mà nói chuyện vậy, đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ tiếp tục chương trình chúng ta nha. Chúng ta còn một phần nữa gọi là những cái hình ảnh. Bây giờ lướt trúng hình nào, bây giờ làm có 6 hình. Bây giờ các bạn chọn một trong 6 hình và ví dụ mình gặp cái hình đó, thì dù nó giống với cuộc đời của mình hoặc là những cái câu hỏi gì đó liên quan tới cái hình đó, thì mình phải trả lời theo cái cảm nhận của mình ha. Bây giờ chọn số mấy? Số 3 đi. Số 3. Để số 1, 2, 3. Cuộc đời người đàn ông
Chưa lấy vợ thì lông lá mọc quá trời, khi có vợ thì te tua tàn tạ. Khi mà lấy vợ quá lâu rồi, te tua luôn. Giống không? Cuộc đời ông giống không? Gần như là như vậy đó. Trời, ngày xưa y như là Kang Ta vậy đó. Diễn viên Hàn Quốc, ca sĩ Hàn Quốc đó. Kang Ta. Ừ, Kang Ta đó. Nè, vợ xài nó hao nè. Hao te tua tàn tạ. Đúng rồi, cô ấy xài hao quá. Bao nhiêu lâu mới cảm thấy mình hao? À, tầm khoảng 6 đến 7 năm. Không xài gì cũng được chứ. Có người xài 2-3 tháng đã hao rồi, 6-7 năm là đúng rồi á. Nhưng mà sao em cảm giác em lại là ngược lại nha. Em ngược lại. Tức nghĩa là lúc mà chưa có vợ em xấu xí lắm. Có vợ rồi bắt đầu vợ nó biết em khuyết điểm ở đâu và lắp lại cho em. Hay quá em. Hay quá luôn hoàn toàn. Không, còn anh là chứng kiến em từ lúc mà chưa có vợ đến có vợ, em thấy em y chang. Em y chang. Ướm hơn, nó ướm hơn luôn đó. Nó y chang mà nó hay thiệt, nhiều thằng định vợ ghê mày. Vậy cuối cùng nếu như mà nói hai tôi gì vậy còn còn Lâm đang ở trong hoàn cảnh nào? Không, Lâm thì cũng ngược lại luôn á. Ngày xưa thì lúc mà đi múa lửa rồi này nọ, cực khổ chăm bề cũng thấy ghê đồ này nọ đó. Múa là trụi lông hết. Múa trái lông, trụi lông. Cái đó là xác nhận. Là vì ngày xưa biết Lâm từ cái lúc mà Lâm còn khổ luôn á, phun lửa á. Đi xô Lâm ngày xưa mà bây giờ nhắc mới nhớ đó. Lúc đó nhìn Lâm đang dơ à. Ừ. Không có dơ em nó cũng được, thấy không dơ lắm. Không có được, nghĩa là lúc đó chưa có sữa mũi, chưa có làm răng. À dạ. À. Bây giờ nhìn đỡ hơn. Chán ghê. Còn bây giờ từ 1 tới 6 kilo chọn số mấy nè, trừ số 3 ra. Số 4 đi. Số 4, 1, 2, 3, 4. Quy tắc 1, vợ luôn đúng. Quy tắc 2, nếu vợ sai, đọc lại quy tắc chính xác. Đúng không? Đúng trường hợp em không? Em nghĩ là chưa đúng. Thường là ở nhà em nói nhiều. Em nói nhiều. Đúng rồi. Em là người đưa ra quy tắc hay vợ em? Thường là em. Tức nghĩa là tụi em sẽ lấy một quy tắc chung là gì? Nếu như cả hai không phân biệt được ai đúng ai sai, hỏi người ngoài. Hỏi người ngoài rảnh quá vậy? Thì thường người ngoài người ta sẽ sáng suốt hơn anh. Không, dù người ngoài ta nhìn vô cuộc tình em ta cười vô mặt thôi em đó. Ủa sao vậy? Nha. Tùy câu chuyện thôi nha, chứ phải câu chuyện nào cũng hỏi người ngoài em nha. Mà cái đứa nào mà nó đi nó ngồi nó nhiều, nhiều chuyện cái là nguyên cái lắm luôn á. Ừ. Không, mình phải chọn những người nào tin tưởng được và những người nào người ta đã từng trải rồi. Đó, ví dụ như anh là những người từng trải rồi nè, anh có gia đình, anh có hai giống con như là hai đứa mình vậy đó. Thì có những cái mẫu chuyện nào mà của vợ chồng em với lại vợ chồng anh nó gần giống nhau mà anh đã từng giải quyết được rồi. Đó thì lúc đó anh sẽ chỉ cách cho em, chia sẻ cho em. Em nghĩ là gần đúng rồi đó. Gần đúng đúng không? Đúng rồi. Chứ bây giờ mà em nói là em cái gì cũng sai hết là em ra đường mở. Còn Khang nghĩ sao về câu này? Vợ luôn không phải lúc nào cũng đúng. Vẫn có những lúc mình sai. Vẫn có những lúc cô ấy sai. Nhưng mà cái vấn đề là mình làm sao để cho cô ấy biết rằng là cô ấy sai. Cứ giống như hồi nãy anh nói với em á, là có thể là mình chấp nhận mình sai trước, nhưng sau đó mình phải phân tích rõ ràng lại để cho cô ấy biết là cái chỗ đó là cô ấy đang sai. Đúng rồi, rồi nếu sao? Như mà trong lúc mà đang căng thẳng mà hai vợ chồng mà cứ cãi nhau thì lúc đó nó sẽ bị xích rạn nứt. Hãy để cho cái chuyện đó nó qua đi, mình cứ chấp nhận mình là người sai trước, sau đó mình phải giải thích lại rồi đúng không? Không bao phải lúc mới, nào vợ mới cũng chấp là nhận đúng là đâu. Em sai rồi, đúng em rồi. Xin lỗi em đi. Còn đối với Lâm thì câu này đúng 100% luôn. Tại vì nhiều khi không muốn cãi lợi, thôi kệ đại cho qua đi. Chứ làm bèm ngoài nhức đầu lắm. Vợ chồng mà hơn thua nhau làm gì, thôi kệ luôn. Chứ không có mà khẳng định đưa ra quan điểm, anh là không nói nhiều được đó. Bây giờ nói chung là những cái hình ảnh ta trải qua cũng như là trả lời rất là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng đến với một phần nữa, đó chính là thử lòng bạn đời. Ở tình huống này thì chúng ta sẽ điện thoại về cho vợ chúng ta và đưa ra những cái tình huống để xem phản ứng và cái cảm xúc của vợ mình như thế nào. Ai sẽ là người xưng phong đưa ra thử thách trước ạ? Zalo ạ, mời em. Ủa? Không được lựa chọn. Lấy điện thoại ra, em nghĩ là tình huống nào sẽ... Không, em nghĩ là phải nhường cho những người đồ có gia đình rồi người ta. Đúng rồi, con em mới đẻ, tâm lý vợ em còn hoang mang. Đúng rồi. Nhiều khi nó giật mình cái, thấy không? Đúng rồi. Bây giờ chờ, con lớn rồi, thử thách trước đi. Alo, đang nhà đang đâu ạ? Đang nhà. Nó nghe nè, lát hồi nữa anh về không kịp á, lát anh đi dạy luôn á, em đi rước con giùm anh nha. Thấy gì luôn? Thì coi lấy xe kiếm xe đi rước con đi chứ anh về đâu kịp đâu. Mà nó nghe nè, không cái đó thì cái lát hồi em tính cái đó đi, nhưng mà có một cái gì nè, tại vì hồi nãy biên tập ở ngoài Đà Lạt á, hôm bữa mà vợ chồng mình nói đi ra ngoài đó diễn Tết á, nhớ không? À. Ừ. Thì bây giờ là ở ngoài đó nói là lúc bữa là còn phòng, nhưng mà anh nói là sợ Tết đó, cho nên là nhiều khi là không có đủ phòng để cho hai vợ chồng mình đi, cho nên là kêu một mình anh đi thôi. Thì kêu em chắc em với con ở nhà chắc không có đi được đợt này. Mày ngon thì mày đi đi. Cúp máy luôn. Tắt luôn. Mày ngon thì mày đi đi. Mày ngon thì mày đi đi. Chết rồi. Con bé nó cục chút thiệt ha. Bé cục thiệt. Chưa kịp nói luôn. Là cái vụ mà ngủ chung với ai nữa chưa nha. Chưa ngủ chung, chưa có vế sao mà thấy như vậy rồi. Mình biết tính vợ mình rất cục xúc mà điện lại như... nói anh ơi em xin lỗi tham gia chương trình, còn không thì nhờ anh Lâm nói. Thôi tôi nói chữ tôi sao anh phải nhờ người ngoài rồi vô. Thôi rảnh rỗi em tự nhiên bị xui tôi chữ vậy. Thì anh phải anh giỡn nha.
Sao đang nói chuyện tự nhiên cúp máy vậy? Thì mày đi, mày kiếm 50 triệu mày đem về cho tao thì mày đi. Còn mày nhắm đi không được thì mày ngồi mày đi. Nhưng mà làm gì mà cái show đó làm gì mà tới? Tao không còn biết nha. Nói chứ em ơi, anh là Lê... Dạ không, em không muốn gì chị ơi. Chị ơi, em Lê Du Lâm chị ơi. Quá trời bây giờ mở lo nguyên phim trường cừ bể bung bầu. Nha, dữ quá trời dữ luôn. Hồi nãy đó là đang tham gia chương trình nói xấu vợ đúng không? Hồi nãy ông Khang nè, ông nói trời bà vợ tôi nhà bà cục xúc quá chửi tôi hoài. Nói trời tin đâu có tin đâu, phụ nữ sao ta chửi được. Thì bây giờ mở lo lên rồi 100% tin. Thì đó. Ê. Nói xấu nhau tận đây luôn ha. Thì đó, tới vậy luôn. Thôi bây giờ đó là giỡn thôi. Chứ Tết thì giỡn chở hai mẹ con đi ngang. Đừng về đừng chửi ông tội nghiệp quá trời. Nay ốm ho gầy mòn quá. Chửi dứt nhỏ xanh xao luôn. Dạ, em biết rồi. Sụn nhẹ nhàng với em, sụn phải không vậy? Ôi ơi, con bé này quá trời em ơi. Quá trời. Thì em cũng hai mặt lắm anh ơi. À, cảm ơn em ha. Lên Đà Lạt hả? Rồi lên Lạt bán bánh tráng em nha. Em vui bánh tráng Đà Lạt em ơi. Quá trời, em lật liên tục. Thôi cảm ơn em rất là nhiều chứ em tặng nhiều sức khỏe nha em nha. Cảm ơn em, bye bye em, chào em. Quá trời, sợ thiệt. Vậy luôn, tới em. Sau mà tự nhiên xong cái em cảm giác rung. Em cảm giác rung. Rung. Chúc em may mắn. Chúc em may mắn. Thật sự hơi rung nha. Nghe ba ơi. À, mẹ đang làm gì á? Mẹ đang ngồi với con. Đang con hả? Ủa em bây giờ cái thuốc mà uống để cho nó dị ứng á, mình ra tiệm thuốc tây mua nó thuốc gì ta? Tại vì hồi nãy quay nè, ăn chút xíu sushi vô rồi nó bị ngứa nổi quá trời. Trời ơi, đó ba, hay vậy ba. Nên ba không có được ăn được sống mà. Thì tại vì giờ ở đây ta chỉ có món đó rồi mà đói quá rồi, không ăn đó ăn gì giờ? Thôi thì ba order đi khách mà ăn. Ba lì quá à. Ờ thì... Bây giờ ba kêu ra tiệm thuốc ba. Ba mua, kêu mua thuốc dưỡng á. Cái viên màu đỏ đỏ, rồi ba kêu mua uống đi. Dạ hả? Giờ sợ nổ quá, sợ lát nó không đi quay được nữa nè. Sợ ta cancel nữa. Ngứa thì đứng vừa quay vừa gãi vậy gì? Thì tính là đóng máy vai ngộ không cái gì đó mà đứng quay rồi gãi. Thì chán rồi quá à. Rồi không quay được. Rồi không quay được rồi mất uy tín với người ta nữa. Mất uy tín không sợ, sợ mất tiền hả? Rồi mất tiền là tiền đâu mua tảo mà sửa chịt thôi ba nói. Thương. Rồi biết rồi. Nó giỡn thôi chứ bây giờ anh làm anh suối nói đó. Trời ơi. Anh Lâm lại xuống và nói. Alo, anh Nhi nè, anh là Lâm này Nhi thôi. Anh Nhi. Alo. Dạ em nghe. Có cái chương trình thử thách mấy bà vợ đó, coi bà phản ứng như thế nào. Mà anh nói trời ơi, vợ Zalo hiền queo à. Nó cũng phản ứng gì nhẹ dữ dằn đâu. Thì quả đúng như vậy, em phản ứng chỉ lèm bèm thôi, chứ không có gì mà lớn lao hết. Tả sữa con. Tả sữa, em chỉ quan tâm tới tiền thôi đúng không? Quá trời em rồi. Trời ạ. Tại ổng bị bệnh á anh. Ổng cứ lì lắm, ổng lì lắm. Nhà ổng lì dữ lắm. Thôi, cảm ơn em, chúc hai mẹ con em đi Hà Nội vui vẻ nha cưng nha. Tạm biệt em. Dạ rồi. Quá trời. Nói chung là những cái phần thử thách nửa còn lại của mình rất là thú vị. Và bây giờ chương trình cũng có một phần cũng rất là ý nghĩa, cũng như là đượm buồn. Ý là lời chưa nói. Bé Đen ơi, đây là cái bánh mà tự tay anh làm nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Thì thật sự ra mà nói á, anh cũng rất là mong muốn nếu như mà tối nay đem về em ăn cảm thấy ngon. Thì những cái kỷ niệm 20 năm, 30 năm anh sẽ vẫn làm cho em. Có một cái điều mà anh muốn nói trước tới bây giờ mà anh thật sự anh chưa nói được luôn. Là anh rất là yêu và thương gia đình mình cũng như là yêu và thương em. Và em mong rằng là em sẽ nghe được những điều mà anh nói ngày hôm nay. Và tối nay anh sẽ gửi đến cho em một chiếc bánh như thế này. Rất là bất ngờ khi là nhận được cuộc điện thoại của anh đúng không? Và cũng nhờ chương trình anh biết rằng là em quan tâm anh như thế nào và lo lắng cho anh như thế nào. Cho nên là anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, nghe lời em sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm đó. Một điều nữa là chắc chắn lương của anh ngày hôm nay tất cả sẽ đem về cho em, yên tâm nhé. Nhân dịp mùa xuân về, không biết là Zalo có gửi lời chúc gì đến tất cả khán giả của chương trình Bất Tử Hôn Nhân không? Thật ra thì cảm ơn chương trình đã nhớ đến em. Chúc quý khán giả một năm mới không còn như là năm nay nữa. Show chậu sẽ nhiều hơn, công việc nhiều hơn, tài lộc tiến tới.
Còn Khen? Lời nói đầu năm thì Nguyễn Khang cũng xin kính chúc cho khán giả có một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và cũng như là Phúc và cũng như Lâm cũng vừa chia sẻ là sẽ có một năm mới 2021 thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Dạ chị ơi, chào mọi người. Buổi casting của bạn Nguyễn Hò ha, thì mọi thông tin nghề nghiệp, tên tuổi này, câu chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. Mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc thì hiện tại nên mình ra đảo, mình Côn Đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi, và hiện tại mình có một bé trai, năm nay cũng được 15 tuổi. Mình làm trong công ngành khách sạn và buồng phòng, là khách sạn buồng phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên buồng phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? Mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi, sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại, tới bây giờ luôn, vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Rồi, chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn? Vấn đề là tụi mình là học sinh, học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn, chung chợ, và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình. Có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn, là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần 1 năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn là sống chung. Còn chị thì nuôi con. Cũng đúng. Tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai. Nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi, và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được. Mình vẫn có trách nhiệm. Đấy, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn, mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thế mà vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người bắt đó. Họ nghĩ là anh chàng đó là đã là con trai, thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà, thì có một anh con trai. Nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á, thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á, mình mới biết mình có. Thì mình sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm. Nhưng mà ý họ quay lại thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi ấy hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó, nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt thì cho mình chị.
thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác thôi đó. Em không vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi. Nghiệp quật sao rồi chị? À, mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp quật rồi. Ừ, thế thôi. À, hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại là gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Ừ, còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà ít khách bé mới bay về. Ít khách du lịch là mình bay về. Ừ. Chị ra đấy làm lâu chưa? Cũng được 1.5 năm rồi. À, mới ra đó 1.5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố á. Tại vì do cái thời điểm là do bị dịch bệnh á, thành phố đóng cửa không. Cái vừa mới thì ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm. Vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á. Dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm, mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi. Tại vì mới Tết vừa rồi mới về nhà mà. Tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là tiếp chị rất là thẳng thắn. Nó yêu thì yêu, mà không yêu thì nó thẳng, chứ đừng có mà nó cắt hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mít ướt lắm. Ai làm chị mít ướt? Ai mà làm chị khó chịu là chị mít ướt. Mà dễ xúc động, dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm. Nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm mà. Thật ra trước đó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh. Chị không có khả năng chị có con nữa. Lúc trước chị cũng có quen, nhưng mà người ta đòi hỏi là có con, nhưng mà chị không có con được. Nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó. Chị nói chung là vậy, vô sinh cũng khác đúng không? Không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi. Tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai mà. Chị vẫn có người mới. Thế xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con. Nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn. Cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé. Thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới. Thì tìm được người mới thì đúng như là có bầu. Bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó. Nên là chị biết là chị bị vô sinh nè. Chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà người họ vẫn muốn quen. Thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không? Hát dở lắm, không có năng khiếu gì cả. Không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh, đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu.
Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là không bắt chị sinh con này. Rồi, tìm nữa. Đóng cửa lại giùm luôn. Rồi, ok. Cũng không biết nữa, mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn. Giống như, người biết lắng nghe Tiết. Tiết có một cái nhược điểm. Trên tuổi Tiết nè, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói thôi là bằng tuổi chị ha. Là lúc lắng nghe Tiết là càng Tiết cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó, có những cái mà Tiết bị áp lực đó. Tiết muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự, nghe mình nói. Thì là đó cũng là một điều hay. Biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Tức là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Bất tích chị. Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao? 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? Ở 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn vậy, không cổng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok, là phải nếu mà 6 múi thì đừng tốt. Cổng là phải cổng chị đúng không? Không phải cổng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cõng được chị đúng không? Đúng rồi. Chị mở chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu cõng được đâu, bụng chết luôn. Trời, công việc của bạn trai thì chị có yêu cầu không? Hả? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không, tại vì mọi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng thì chị không có bao giờ chia tay công việc của người khác. Mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhất. Nhà quận nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. Có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Em chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản của bản thân mình, họ và tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị, em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83, em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà và em ở hiện tại ở Thạch Thất Hà Nội ạ. Thạch Cát Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? Điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính như em kiểu hay khóc ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này thì mình em nhé. Ví dụ như thế là đối diện với người khác giới mà người ta nói một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. Hay tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? Nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83, nhưng em kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi, thì
năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu, đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai, thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất, chồng em mất năm nay là 8 năm. Lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay tìm thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, cho các cháu nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1 và cháu nhỏ mới được 17-18 tháng ấy, cho nên là em cũng thực sự là em chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi, thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc với gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học thì em sợ là em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về, theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé. Tại vì chương trình chỉ được ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé. Để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở, chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội ấy, là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À, thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu? Thì như thế nó cũng vẫn không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng. Mà bọn em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ không, cũng không muốn là người chơi tham gia, liều tham gia này kia. Nếu như thế mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em ý định đấy. Dạ vâng, thôi bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhỉ? Dạ em muốn là không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút, cho em có thể cùng chăm lo con được với em. Thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có ạ. Độ tuổi từ 50 trở về. Bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có người có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ, chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể
gắn bóp được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ. Thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen, nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ vâng ạ. Đó, cảm ơn chị nhiều ạ. Sinh ngày 1 tháng 11 1981, mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. À, mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ, rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007. Kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là... Vâng, nó ở vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thì nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á. Thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung không có cái sự chia sẻ. Không có sự chia sẻ. Mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè. Nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không biết đoán. Cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. À. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy. Rồi. Thì cũng chỉ có một mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Ít chia sẻ. Yeah. Chị tại vì là chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Cho nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị yeah. Nói với con, chị nói như vậy. Yeah. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi, thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi, chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những chị... đến thời điểm bây giờ thì là cần. Nhưng mà trước giờ là không hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con. Thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi. Lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán. Xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên, thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng.
Như là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ. Nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị bây giờ chị cần một người đàn ông như thế nào? Nói chung là tự chủ, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết. Là trụ cột. Trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 giùm chị. Dạ. Còn điểm gì nữa, đặc biệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung. Nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng, nó thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu ạ? 15 triệu. Dạ, yeah, thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là về miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Yeah. Chị không thích miền Trung đúng không? Không. Dạ. Yeah. Chị có thể đừng quen có xa được nha. Không? Dạ vâng. Chị có thể quen xa được không? Xa hả? Vâng. Cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào phù nghĩ là phù hợp với mình? Kinh doanh. Nhiều khi bọn em không kinh doanh hoặc làm quản lý. Kinh doanh hoặc làm quản lý. Dạ. Rồi. Có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, không, tính chủ. Không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lựa thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ, dạ. Bây giờ chị có bất cứ yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á, thì mà người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con, thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Dạ. Rồi. Rồi. Vậy là đấy, chị xem mà còn yêu cầu gì về bạn trai đó không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính xác. Nhưng mà chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình. Dạ. Nha. À, chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Rồi. Đừng có nghiện. Đừng có nghiện. Dạ, rồi rồi. Ok. Xăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok, em cảm ơn chị Rung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy, thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Chị cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị, đang tìm người phù hợp chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhé.